ơi, chào cả mọi người nhé. Đồ cô Minh Phú chào toàn thể tất cả anh em. Nhà mình có cá, thì cá lước. Hôm nay cửa hàng nhà em giới thiệu cho mọi người là một bộ cần câu lu như trên video anh đang xem đấy. Cần này cần Shimano. Đây. Cần Shimano. Hãng Shimano. Tên là Fishing of Cat. Nhưng cửa hàng em hay gọi cái cần này là cần Shimano hai ngọn. Vì sao là hai ngọn? Thì anh em mua cần sẽ được tặng hai ngọn đấy. Đây, giới thiệu chi tiết luôn, báo cần cho anh em xem. Đầu tiên là một cần đây nha anh em nhé. Đây cần máy đứng, anh em sẽ giới thiệu cho anh em là một mẫu cần máy đứng này đấy. Cán này cán mút nha anh em nhé. Đấy, cầm rất là êm tay, chắc chắn tem bảo quản. Đây cán mút bát này, bát này, bát cần lua này, máy đứng này. Hai là máy câu cá BK size 2000 cối kim loại đấy anh em nhé. Dòng này câu lưu thì quá là ổn luôn, nói thật anh em vậy luôn. Đây, quay rất mệt đấy, đấy anh em thấy không? Dòng này thì là tầm 1m8, có 1m8, 2m1 và 2m4. Ngọn của nó là đây anh em xem này, tải mồi là từ 5 đến 30 gram. Và cần này cần hai khúc, có một ngọn M và một ngọn MH. Nghĩa là sao? M là MH là một ngọn cứng và một ngọn mềm cho anh em câu tùy vào địa hình đấy anh em nhé. Đây hai ngọn tặng kèm theo đấy. Ngọn M và MH anh em nhé. Đấy, anh em xem này. Đấy, M và MH. Cái khoen này vẫn là khoen gì thôi, hai chân thôi. Đấy, chẳng nhanh anh khô lua thôi. Đấy, ngọn này để em đo xem nào. Ôi, ngọn này khá to rồi anh ạ. 2,4 mm đấy, khá to. Đấy, đấy là ngọn ngọn M anh em nhé. Đấy, và ngọn MH, ngọn M là ngọn cứng ấy, đây là đôi ngọn mềm này. 2,3, ngọn mềm, ngọn mềm là 2,1, 2,0 đấy. Đấy. 2 ly là ngọn ngọn mềm là 2 ly. Ngọn cứng là 2 ly 3, 2 ly 4. Thì phụ kiện kèm theo như trên video anh em xem. Một nhái hơi, nhái gỗ 3D. Màu rất là đẹp. Đấy. Đuôi ếch giả khóa linh và một mồi ruồi. Đây kèm theo một cuộn dù hãng Daiwa X8 7 màu của anh em nhé. Đấy, rất là chất lượng luôn. Thấy luôn cái cuộn dù này thì rất là chất lượng. Đấy. Thì cái bộ cần này nhà em có các size 1m8, 2m1 và 2m4 anh em nhé. Đấy. Thì nhà em đang bán với giá cái bộ 1m8 này chỉ có 480.000 thôi, 480.000. 2m1 là 500, 2m4 và 520. Ship toàn quốc là 30k, thì anh em nào mua trên hai bộ thì nhà em sẽ được miễn phí ship. Đấy, phụ kiện kèm theo đúng như video anh em xem. Đấy. Thì anh em mua thì liên hệ với số điện thoại trên màn hình anh nhé, hoặc để lại số điện thoại để sẽ được nhân viên nhà em tư vấn. Hoặc anh em nào muốn mua sỉ cứ liên hệ trực tiếp, sẽ được giá rất là cạnh tranh. Yên tâm là sẽ được giá, sẽ được đổi sỉ lại cho các cửa hàng lân cận 3 đến 40 cây thậm chí 100 cây số khu vực đấy anh em nhé. Em xin chào tất cả mọi người nhé.